Rồi, và đây là một món mình lấy đậu hũ kỳ tươi, mình cuốn với rau củ và chả nấm bào ngư. Ở đây mình gồm có đậu que, củ đỏ, cà rốt và chả nấm bào ngư. Tất cả những cái nguyên liệu này mình sẽ xào nó lên, cho hành vào chảo cho nóng lên với dầu. Rồi mình cho nguyên liệu này vô, và khi mình xào cái hỗn hợp này thì mình sẽ nêm một ít hạt nêm cho rau củ mình nó vừa ăn nha, ít thôi, nhiều quá nó hơi mặn, mình chỉ cho ít thôi, một chút xíu thôi, và một chút ít hạt bột ngọt, và một ít hạt tiêu xay. Rồi mình xào những cái hỗn hợp này lên cho nó đều, mình chỉ xào cho nó vừa thấm qua gia vị thôi, chứ không cần phải xào cho chín, bởi vì cái khâu này khi mình cuốn xong mình sẽ chiên nó lại, cho nên rau củ mình không cần cho nó quá chín, mình chỉ trộn cho nó đều, cho nó thấm những cái gia vị cần thiết thôi. Cái khâu nước sôi mình sẽ trụng hành lá để cho nó đây, mà cũng có thể là mình lấy bỏ chung vô luôn đi này nha. Mình sẽ xào hành lá cùng với rau củ cho lá hành nó chín nó sọp lại, để mình nó dai mình dễ cột. Hành lá nó mau chín. Rồi, giờ đây là tàu hũ kỳ tươi. Có thể mình dùng lá nó dễ hơn, nhưng mà hôm nay mình mua không có lá rồi thì mình sẽ lấy cọng. Rồi mình cắt cái cọng cho nó vừa vừa, rồi xong rồi mình mở nó ra. Mình cho vô cho. Rồi chúng ta bắt đầu cuốn nha. Sẽ mở cái cọng tàu hũ ra. Khi làm cái món này mình nên mua tàu hũ lá tươi, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mình mua không có tàu hũ tươi, rồi mình sẽ làm như thế này cũng rất là ngon. Và đây là cọng hành, mình sẽ cột nó lại. Đây là một món ăn chay cũng rất là đặc biệt và ngon bổ dưỡng. Các bạn cũng nên thử làm nha.
mình có thể cột bằng hẹ cũng được, hẹ mình trụng nước sôi chín cột nó cũng dễ lắm. Rồi, nhìn cái cú rau củ rất là ngon đúng không? Rồi tiếp tục mình sẽ cuốn cuốn mới. Rất là ngon, hấp dẫn đúng không? Cái cọng hành mình cột á, mình sẽ trụng cho nó vừa. Nếu nó không đủ chín tới thì nó sẽ giòn, nhưng nó chín quá thì nó sẽ mục. Cho nên cái cọng hành nếu mình cột á, mình sẽ trụng cho nó rất là vừa chín. Nước vừa sôi lên mình bỏ vô mình trụng thì mình tắt liền ngay. Nó sẽ vừa dặn. Đây rất là vừa. Như thế này là quá vừa. Rất là vừa chín tới luôn. Nó đủ cái độ chín mình dễ cột hơn, nó dai hơn. Để xé cọng hành ra làm đôi. Cọng hành mình trụng vừa tới nó rất là dai. Nước sôi lên mình bỏ vô mình lấy ra liền. Dai dễ cột, nó không có bị bở mà cũng không bị giòn. Sẽ cột tiếp tục. Hay là không, mình đã cột xong một mớ. Cột tiếp tục. Khi mình cuốn xong hết rồi thì mình sẽ để lên chảo rồi mình chiên lại. Mình cho ít dầu thôi, không cần nhiều dầu. Nhiều dầu sẽ rất là ngán. Cho nên ở đây mình làm mình hạn chế, mình để dầu, mình chiên dầu rất là ít. Hành đủ chín rồi rất là dễ cột. Nha. Mình có thể cột bằng cọng hẹ trụng. Hẹ trụng nước sôi mình cột nó cũng rất là chắc. Có thể nó dai hơn cọng hành nữa. Cọng hẹ dai hơn.
cái món này mình làm đậu hũ lá rất là phù hợp, bởi vì cái đậu hũ lá nó sẵn, còn cái này mình không có, mình mua mình làm đỡ, cho nên tàu hũ cặm nó hơi khó mở ra, nhưng mà nó cũng là tàu hũ cặm tươi, tàu hũ lá cũng là loại tươi, mình mua cái loại kia mình sẽ dễ làm hơn. Và khâu tiếp tục mình sẽ chiên. Mình sẽ chiên cái món đậu hũ cuộn rau củ tươi. Đậu hũ kỳ tươi, cuộn rau củ. Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Và đây cũng là một món ăn chay thuần khiết của người ăn chay. Mình sáng tạo lên để mình chế biến. Ăn nó vừa rất là ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe nữa. Rau củ quả, đậu hũ tươi, tất cả đều là dinh dưỡng cho người ăn chay. Cho nên rất là tốt. Mà cũng rất là dễ làm. Mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Và đây là khâu mình bắt đầu chiên. Mình cho vô chảo. Cứ từ từ thì nó nóng lên cũng được, không cần quá chảo nóng đâu. Nó cũng vừa rất là bắt mắt, đẹp mắt, vừa ngon vừa bổ dưỡng, tất cả đều có lợi hết cho sức khỏe. Và trong những ngày ăn chay mình chế biến hay hoặc là có đám nhà, có đám giỗ mình chế biến, có ngày đãi cũng tốt, nhìn rất là đẹp mắt và ngon. Đó thì mình xách vô chảo mình chiên cũng hấp dẫn luôn các bạn, rất là đẹp đúng không? Ồ, một bên nó đã vàng, chảo bề. Để vàng một bên, mình chở bề lại. Wow, rất là hấp dẫn. Quá tuyệt. Đây là một món ăn thuần chay mà rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của mình đó các bạn. Dễ chế biến nữa, rất là ngon. Món ăn mình sáng tạo dành cho người ăn chay. Rất đặc biệt đúng không các bạn? Quá ngon. Khi cái miếng đậu hũ này mình chiên lên nó vàng rồi á, mình để ra dĩa mình ăn liền, nó giòn rụm, nóng hổi, hấp dẫn. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Không có đắt tiền gì hết. Dành cho người ăn chay. Mình xiên chế biến một chút xíu thôi thì tất cả những cái món chay của mình nó rất là phong phú và đầy đủ dinh dưỡng. Cần thiết mình để cho nó vàng, nó vàng nó sẽ giòn, cái giòn miếng đậu hũ của mình. Đây là miếng đậu hũ đầu tiên vừa vàng tới. Tiếp tục.
hấp dẫn. Vàng quá ngon, quá tuyệt vời. Rồi xong, tắt bếp, mình cho ra dĩa, mình lấy dấu giấy thấm dầu. Rồi, như vậy là mình đã làm xong món đậu hũ kỳ tươi cuốn rau củ quả. Ở trong cái món cuốn này thì mình có đậu que, củ đỏ, cà rốt và chả nấm bào ngư. Xong mình cuộn lại rồi mình đem mình chiên. Nhìn cái dĩa thức ăn của mình nó rất là hấp dẫn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc các bạn ngon miệng, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, phát lòng bồ đề, từ bi bác ái. Nguyện chúng sanh hòa bình thế giới. A Di Đà Phật.